kinh tế chia rẽ rẽ. Ngày ní, dân đang thưa lùm hát ẩm pí, cà bà khả nạt mát, nâng xong tì mát, lùm hát tì mùi. Nếu thế, con trời thưa lùm hát khả nông sư phơ con xoá chlát bò pí, tùm bò tì bàm pí. Đàm bấy thưa lùm hát ní bán, con trời miến, sư phơ lùm hát, khả mạc đáy, khả nịp đá, khả đá chân nguồn nâng phượt. Trìm xong phá rẽ rồi hai. Tỏ, chắp đàm rìn. Con mơ bằng toàn ní, miên bảo vãnh, mùi mệt. Mùi mệt mà mùi rồi xong thì mệt. Rứ dương ánh xò xế, mùi mệt mà mùi rồi xong thì mệt bạp ní có bàn. Mùi rồi xong thì mệt mà mùi mệt. Rứ dương ánh xò xế, mùi rồi xong thì mệt mà mùi mệt bạp ní có bàn. 2 mét ស្មើ នឹង 200 សង់ទីម៉ែត្រ 3 មែត្រ ស្មើ នឹង 300 សង់ទីម៉ែត្រ 5 មែត្រ ស្មើ 500 សង់ទីម៉ែត្រ 7 មែត្រ ស្មើ 700 សង់ទីម៉ែត្រ កូនកូន ថ្ងៃ នេះ វិទូ និង ជីតា និង លេង ល្បែង ខ្ចង ស្វែង រក ចំណី ឲ្យ កូន មើល ទាំង អស់ គ្នា ពី ខ្ចង ទៅ ស្បៃ របស់ យើង មាន ប្រវែង 3 មែត្រ ប្រសិន បើ ខ្ចង របស់ កូន ខាង ណា vía bàn 7 mét, rưu tràn chừng 7 mét, chóng rồi bỏ cô nút cứ chỉ nẹ chỉ nè. Tỏ ấy lỡ vì tu nâng chỉ ta nâng lên là bài ní ở con mới thì ngọt nè. Đồng bốn qua trực đầu bên kia bằng vật thả nè. Ấy lỡ vì tu bằng vật thả nè muốn. Mùi rối 20 cm. Chóng rồi bỏ vì tu vía bàn mùi rối 20 cm. Vên chỉ ta. Mùi rối 1,4 cm. Chong rồi bỏ chị ta, vì bán mùi rối mập hay bàm buôn xong tìm mày. Vên vịt tù. Sai sập bì xong tìm mày. Mùi rối ha sập bột sai sập bì, má mùi rối cái sập bì. Vên chị ta. Mùi rối mập hay bàm buôn xong tìm mày. Mùi rối mập hay bàm buôn, bột mùi rối mập hay bàm buôn, má bì rối ha sập bàm bầy. Vên vịt tù. Mập hay 4 xong thì mày. Mùi rồi cài sập bí, bốt mập hay 4 mà bí rồi đắp ra mùi. Vên chị ta. Học sắp ra mùi xong thì mày. Bí rồi hạ sập ra bấy, bốt học sập ra mùi mà bấy rồi mập hay 4. Được chứ nát chóng rồi bỏ chị ta vì bán bấy rồi mập hay 4 xong thì mày. Miền này thác chóng rồi bỏ quát vì tờ đó sắp bày mùn. Được chứ nét chị ta cứ chị nẹ chị nè. Bà con mình toàn miền sẽ phơi lùm hạt tế. Còn ai bạp mạ phá, ai tiến dọc bì website rồi bỏ cửa xuống áo prung dụ bì chôn nâng cây lá. Rứ xong bộ quát tình bì bần nạ kia đại nơi các bài phía rồi bỏ con.